sự kiện kỳ 23 Giáp Hải. Giáp Hải, sau đổi là Giáp Chừng, là một nhà chính trị thời nhà Mạc Việt Nam. Ông nổi bật với việc giữ những chức vụ quan trọng trong triều đình dưới thời Mạc Mậu Hợp, uy tín cá nhân đối với nhà vua và dân chúng. Giáp Hải tên hiệu là Tiến Trai, người làng Vĩnh Kế, huyện Thượng Nhận, tỉnh Bắc Giang. Nguyên quê cha ông ở làng Bắc Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Lúc bé mồ côi cha và nghèo, ở làng mẹ là làng Công Lược, huyện Tế Giang. Một hôm, Giáp Hải chơi ở bến sông, có người lái buồm về làng Vĩnh Kế, bỏ xuống thuyền đem về nuôi làm con, đón thầy dạy học cho, việc học trong tấn tới. Năm 1538, đời vua Mạc Đăng Doanh, Giáp Hải 23 tuổi, ông đỗ thứ nhất tiến sĩ nhất giáp khoa Mậu Tuất, sau đổi tên là Trình. Theo Phan Huy Chú nhận xét, do nhờ văn chương thi đỗ mà làm quan, bây giờ ai cũng tôn trọng. Bây giờ ông thường ra ải Nam quan bàn việc, ứng đáp tin nhanh, người Minh gọi là Giáp Tuyên Phụ mà không gọi tên. Năm 1562, đời Mạc Mậu Hợp, ông làm thượng thư bộ lại, kiêm đô ngự sự, tước lưng vương công. Nhân thấy sao chổi mọc luôn, Giáp Hải dâng sớ cho nhà vua, tuyên ngăn vua nhưng vua không nghe theo. Năm sau, Giáp Hải được lệnh giữ việc sáu bộ, kiêm chức đại học sĩ Đông Cát, gia phong tước sách vương công. Năm 1566, nhà Mạc sai Giáp Hải, lúc ấy đang giữ chức lại bộ thượng thư kiêm Đông Cát đại học sĩ, Kế Khê Bá và Đông Cát hiệu thư Phạm Di Quyết lên đầu địa giới Lạng Sơn đón tiếp sứ thần Lê Quang Bí về nước. Quang Bí phụng mệnh đi sứ năm Gia Tịnh thứ 27, bị nhà Minh giữ lại 18 năm, đến nay trở về. Bây giờ, chính sách nhà Mạc ngày một kém, đêm tai biến luôn xuất hiện, Giáp Hải ngại mình quá được đầy đủ. Mấy lần xin từ chức nhưng không được, gặp bão lớn, ông lại dâng sớ khuyên ngăn vua, Mậu Hợp yên ủi. Rồi ông vào kinh làm việc tại triều, thăng thái bảo dự việc triều chính. Giáp Hải mấy lần xin về hưu, Mậu Hợp quyến luyến không nghe, lại mấy lần Giáp Hải dâng sớ. Lời lẽ khẩn thiết, bất đắc dĩ Mậu Hợp phải cho, năm ấy ông 61 tuổi. Mặc Mậu Hợp ban cho ông lá cờ thiêu và câu đối, chạng đầu tể tướng Đậu Nam Tuân, quốc lão đế sư Thiên Hạ Tôn, nghĩa là Đỗ Trạng Nguyên làm tể tướng, danh cao như ngôi sao đậu của trời Nam, đã quốc lão lại thầy của vua, được cả nước tôn trọng. Ông mất năm 70 tuổi, 1585, cùng năm Trạng Trinh Nguyễn Bỉnh Khiêm qua đời. Theo sách Đại Việt Thâm Sự của Lê Quý Đôn, Hồng Văn Tịnh Chí liệt kê sách lợi hiến chương của nước Việt, viết rằng Giáp Hải quyết sách ứng đáp ban giao gồm 10 huyện. Ngày 16 tháng 8 năm 1998, một phát hiện quan trọng có liên quan đến Giáp Hải đã được phát lộ. Trong khi tiến hành làm đường giao thông nông thôn, nhân dân Vĩnh Cốc đã phát hiện ra tấm bia đá, hay còn được gọi là sách đá, tiên khảo Thái Bảo, Giáp Phu Quân Mộ Chí, khắc năm Cảnh Lịch thứ 3 1549. Căn cứ vào nội dung văn tự Hán Nôm khắc trên tấm bia này, cho biết rõ về nguồn gốc quê hương dòng họ Giáp Hải ở Vĩnh Kế. Từ đó mới có cơ sở đính chính lại những điều mà các tác giả và sử viết trước đây còn tồn nghi. Theo nội dung tấm bia trên, được biết cụ nội của Giáp Hải là Giáp Thượng Trung gặp loạn nhà Minh, nhà ở phía nam thành Sương Giang. Vì không theo sự sai khiến của khu dịch của nhà Minh, lãnh cư ở xã Như Thiết Thượng, huyện Yên Dũng, gọi làm mục trưởng hay hương, khi chết an táng tại đó. Ông nội của Giáp Hải là Giáp Bảo Phúc trở lại quê cũ lập nghiệp, lấy bà họ Ngô năm Nhâm Dần, niên hiệu Hồng Đức thứ 13 1482, sinh ra Giáp Hà là phụ thân của Giáp Hải. Ngoài ba người con trai Giáp Hãn, Giáp Trưng, Giáp Thanh, Giáp Hà còn sinh được một trưởng nữ gả cho quốc tự giám xá sinh Trần Định Chiết. Như vậy, Giáp Hải không phải là con nuôi mà là con đẻ đích thực của dòng họ Giáp. Cha là cụ Giáp Hà, Quý Đức Hưng, hiệu Khánh Sơn, sinh ở Vĩnh Kế. Khi soạn sách lịch triều hiến chương nội chí, phần nhân vật chí, bậc phò tá tài đức, Phan Huy Chú viết về 4 người thời Lý, 10 người thời Trần, 18 người thời Lê và một người duy nhất thời nhà Mạc, đó là Giáp Hải. Phan Huy Chú cho rằng thời Mạc có Trạng Nguyên, Giáp Hải công danh rõ rệt. Vua nhà Mạc là Mậu Hợp ban cho ông lá cờ thiêu và câu đối, chạng đầu tể tướng Đậu Nam Tuấn, quốc lão đế sư Thiên Hạ Tôn. Lại có câu, từ bút văn tôn danh lưỡng quốc, qua triền thọ diệu
Huyễn Tam Thai, nghĩa là văn chương tài giỏi, vang hai nước, tử như sao thọ sáng chiếu trong hàng tam công. Trạng nguyên Giáp Hải đã được dân gian mang danh quê hương là Trạng Kế, nên ông vẫn ngồi học thở nhỏ cùng với hòn đá, giếng nước đều gắn với ông bằng những tên gọi thân thuộc: hòn đá ông Trạng, núi ông Trạng, giếng ông Trạng. Và khi ông qua đời, nhân dân đã an táng, xây lăng quan Trạng, lập đền thờ quan Trạng. Nhân dân và nho sĩ hai huyện Phượng Nhạn, Bảo Lộc, thủ phủ Lạng Giang xưa lập quan trị, khắc bia các bậc tiền hiền của quê hương, trong đó có Trạng Nguyên Giáp Hải và con ông là tiến sĩ Giáp Lễ. Đặc biệt, nhân dân Vĩnh Kế đã lập đền thờ quan Trạng, tổ chức tế lễ quốc sách uy nghiêm trong ngày hội làng và gặp tháng 3 âm lịch hàng năm. Sau khi Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê, nhà Minh sai Mao Bá Ôn đem quân sang hỏi tội. Mao Bá Ôn dừng quân nơi cửa ải, đưa ra bài thơ này gửi quan quân nhà Mạc với ý ví người An Nam như những thân bèo không đoàn kết. Bài thơ này đã được Trạng Nguyên Giáp Hải của Đại Việt quả lại với lời lẽ cứng rắn. Bài thơ của Mao Bá Ôn: Tùy điền trục thủy mạo ương trăm, đảo xứ khang lai thực bất thâm, không cũ căn miêu không hữu dịp, cảm sinh chi tiết cảm sinh tâm, đồ chi tụ xứ ninh chi tán, đảng thức phù thì ná thức trầm, đại để trung thiên phong hóa khí, tảo quy hồ hải tiện nang tầm. Dịch nghĩa là: dọc theo ruộng nước bám như châm, ghẻ bám vào đâu cũng chẳng thêm, vờ có căn nguyên vờ có lẽ, dám chi sợ tiết dám chi tầm, tụ rồi đã chắc chi khi tán, nỗi đó nào hay đến lúc chìm, gặp trận trời cho cơn gió lốc, quét tan hồ bể khó mà tìm. Khi nhận được bài thơ thì Trạng Giáp Hải đã có bài quả lại như sau: Cẩm lân mật mật bất dung trầm, đái diệp liên căng khởi kế thâm, thường giữ bạch vân tranh thủy diện, khẳng giao hồng nhật tri ba tâm, thiên trùng lãng đã thành nan phá, vạn trận phong suy vĩnh bất trầm, đa thiểu ngư lòng tàn hiểu lý, thái công vô kế hạ câu tầm. Tạm dịch nghĩa là: Sinh xích hoa thiêu cản mũi khâu, mấy tầng gốc rễ vẫn chen nhau, ganh cùng mây bạc trên làn sóng, đâu để vần hồng lọt đáy sâu, nước vỗ vỗ sao cho phá được, gió to to mấy có chìm đâu, biết bao gồng cá nằm trong đó, cụ lã đừng hồng thả lưỡi câu. Năm 1998, một nhóm công nhân đã phát hiện một hòm đá hình chữ nhật tại xã Vĩnh Trì. Hòm đá gồm hai phiến đá nhẵn chồng khít lên nhau, phần áp mặt vào nhau của hai phiến đá có văn bản bằng chữ nho. Sau khi dịch nghĩa, người ta biết đây là di văn của Giáp Hải, được ông soạn kỹ càng rồi yểm xuống mộ Khánh Sơn tiên sinh, cha đẻ Giáp Hải, vào năm Tân Dậu 1549. Một điều thú vị là phần đắp đậy có những dòng chữ viết thêm cho biết ngôi mộ đã được chuyển từ núi Ngò về xã Vĩnh Trì hiện nay như thế nào. Như vậy, việc tranh cãi ông là người Bắc Giang hay Hà Nội ngày nay có lẽ sẽ đi đến hồi kết.